Vâng, xin chào bác đã biết tới kia xe ạ. Bác đã giới thiệu bác một mẫu xe địa hình có tần bay đến từ thương hiệu Gian Model ATX Pro. Thì đây là một trong những cái dòng mẫu Gian Model của dòng xe thương hiệu Gian quốc tế. Thì mẫu Gian ATX Pro này thì bên em đã về trong thời gian vừa qua một vài chiếc. Lần này em về một chiếc tông màu trắng xanh. Và bây giờ xin mời anh đã về những chiếc xe. Vâng, trên cùng mình bác đây là cái mẫu tần bay đến từ thương hiệu Gian Model ATX Pro. Thì cái model lần này em về giới thiệu bác là cái mẫu dòng Gian quốc tế, tại thị trường Việt Nam là chưa hề bán trên những website của Gian bác nhé. Đây là mẫu Gian quốc tế, xe làm từ hợp kim hương nhôm, model là model ATX Pro. Cái model lần này em về trước đây em về một vài chiếc, trong đó có một lần này em về một chiếc màu trắng xanh. Trên khung xe có những cái model nhà sản xuất, ví dụ như là Rốc Sốc đến từ thương hiệu Mỹ, S-Ram, Anvit, Chubati. Tất cả những cái đồ linh phụ kiện đây là của thương hiệu Mỹ hết. Được in chìm tem bên trên khung xe. Và cái mẫu Gian này em giới thiệu bác một vài video trước đây. Khung nhôm luôn nhá. Đây là website chính hãng của xe Gianbasico.com. Mẫu ATX Pro. Xe có, trong quá trình sử dụng có một vài vết xước nhỏ trên khung xe, nhưng tổng thể xe vẫn còn hoạt động rất là tốt nữa. Cổ cốt ni lông chính hãng của xe, mượn theo xe Chubati này, cũng có Chubati này, cũng là cái hãng trên khung xe, chuyên những cái hàng phụ kiện của thương hiệu ấy từ Mỹ. Sơn trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano Deore, cao cấp. Thường Shimano Deore trên những dòng xe mountain bike hoặc dòng tô đinh, gần như là cuối cùng rồi, trên Ancud, Acera, Bulay. Sử dụng bằng trước sử dụng phanh đĩa Avit đối với hiệu Mỹ, đằng sau sử dụng với bộ tay bấm xả với từng đĩa 3 tầng của Shimano Deore, và cùng phanh sau là cùng phanh đĩa của Avit. Giảm sóc vỏ chai bồ, giảm sóc vỏ chai bồ. Xe sử dụng mới Mayer chính hãng của Shimano Deore, rất là cao cấp các nhá. Mayer Deore, vành nhôm Alex Lim. Kích thước lốp 26x1.0, lốp vỏ game mắc, lốp vỏ nhẽo nhá, lốp Thái Lan. Cọc yên nhôm, yên nhôm bản theo xe cũng có tông màu trắng. Đùi đĩa Shimano Deore, gạt đĩa Shimano Deore. Xe trang bị với full group Shimano Deore các nhá. Củ đề sau là củ đề Shimano Deore, Mayer Shimano Deore. Lốp vỏ game mắc, lốp trước sau là lốp vỏ game mắc, lốp vỏ Thái Lan các nhá, vỏ nhẹ. Bây giờ xin cho chúng con đứng vỏ khung xe. Vâng, cho con đứng vỏ khung xe là size 45. Chiều cao ngang vỏ khung là size 52. Thích hợp các con cao từ 1m
55 đến 1m65 đổ lại. Sẽ trang bị với 9 tầng lip. Lên lip không? Xuống lip. Bên phải em sử dụng với đùi đĩa Shimano DOD, gạt đĩa DOD, 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, giống rất trơn tru vật nào cũng nhá. Vâng, em vừa lại đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike đến từ thương hiệu Jan, model ATX Pro, mẫu Jan quốc tế, xe trang bị với full group Shimano DOD. Vành trước, may trước và may sau cũng là của DOD đó nhá, vành cặp Game Max của Thái Lan. Và xe giá tốt bên em là 6.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tơ mẹ qua Zalo 0975 709 943. Với du khách thì cứ xe đạp đến đăng ký theo các kênh. Với các chương trình ngày mai.